Chào mọi người, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui nhá. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 21 mà mọi người đến với phiên hôm nay của cây Nam phụng Lan rừng Lâm Đồng. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của em nha. 0974719293 chứ em không có chốt ở bình luận dưới YouTube. Đây là bông bệt huyết long nha Mời mọi người ngắm lại hoa. Góc nghiêng rất là thần thánh đúng không ạ? đó à, đây là ngày thứ ba của em nó nha đó. Khuôn hoa thì nó không được to bởi vì đây là hoa kiểu cuối vụ á. rồi hoa trái mùa với lại cái gì nhỉ người ta không có chăm á. chủ vườn cũng bỏ bê cho nên là khuôn bông nó không có được to nhưng mà mọi người thấy cái độ bẹt của nó vẫn rất là đậm đó bẹt cực kỳ là đậm luôn nha nở rất là nhiều, nở được năm bông nha bệt rất là đậm, cánh đằng sau của nó luôn phớt hồng nha, có viền hồng rất là rõ nét như vậy. đấy chậu này thì nó có hai cây, một cây như thế này và một cái thân đang hoa đó, đang lên mầm gốc rất là nhiều mầm luôn. đây là cây bệt huyết long nha, à, chủ vườn chụp thì bông hoa nó rất là đậm luôn á, nhưng mà mọi người nhìn qua ra đây trực tiếp thì thấy cũng đậm đúng không ạ? đó. Tiếp theo là em bán hồng cam một nha Thì đây là cái thành phẩm của hôm qua các, các các mắt ngủ bán Thì bán hết rồi mọi người Khách mua mắt ngủ ầm ầm à Đấy, Cây này nó được có mấy chục mắt cho nên là khách lấy hết Còn cây Yến Thanh thì nhiều cho nên em vẫn còn mấy mắt á Yến Thanh thì nó tới 5 đầu Cây này nó được có hai đầu Mà cái chậu đây thì khách cũng lấy rồi Em còn một chậu này nha đây, chậu này thì nó dài phải 35-40 sen á Cũng đứng ở ăn rồi nha giá là một triệu nha đấy nó đứng ngọn cho nên lá nó xuống hết như thế này nha đó, mà chắc chắn là hè này nó sẽ ra hoa này hè năm 22 á đó. đó đấy mọi người còn một chậu như thế này nha không uh, thiên lôi đấy còn đây là mấy cái mắt ngủ yến thanh hôm qua em cắt này đó cắt năm cái thân to đùng vật vả ra, thì bây giờ còn bốn khúc như thế này nha mỗi khúc này là 200 nè mọi người đó nó được ba mắt nha cứ mỗi khúc như vậy là 200 À, rồi toàn cây rất là mập luôn à. Tiếp theo bên này là em bán bệt uh, candy nha Cây này thì khách rất là ưa và cứ muốn cây nhỏ Cho nên là hôm nay em sẽ tách mấy cái chậu lớn ra để em bán nha mọi người Đấy, uh, cây rất là đẹp luôn Mùa này thì cây nó đứng ngọn hết rồi Cho nên mọi người mua yên tâm Số 1 này giá là 300 Cây này nha Đấy, chậu, uh, cây số 1 300 Cây này đó, rễ rồi thì về mọi người trồng lại không sao hết vì cây đứng ngọn rồi thậm chí về chúng ta cắt rễ đi cho nó ra rễ mới cũng được trồng giống như thằng rừng sổ số ấy. cây số 2 nè ba trăm rưỡi cây này to hơn nha thân lá rất là đẹp luôn khỏi phải chê luôn cây rất là xanh khỏe mập mà thắt ngọn rồi cho nên là trồng lại thì bình thường rồi cây số 3 400 nè cây này mọi người thấy là nó cũng lớn hơn đúng không đó, em cứ xếp từ nhỏ đến lớn dần số 3 400 đó đầu rễ nó vẫn còn xanh cây số 4 nè 400 luôn đây là cây số 4 nha Đấy, cây này thường thân của nó cũng không được mập lắm mà đây nó phần ngọn ra xong nó mập này thân xanh rất là đẹp cây số 5 này 500 cái lớn nha số 6 bắt đầu từ dưới 6 là 600 thì mọi người thấy là cây nó lớn hơn hẳn luôn đó thấy nha. nên lớn hơn phải 10 sen số 6 là 600 mấy cây từ cây số 6 này đi thì kích cỡ từ cây phải được 30 sang 25-30 sang cây rất là khỏe Đấy, cây, thì cây toàn là cây cắt khúc không à cho nên về mọi người trồng nó bao khỏe chứ không ảnh hưởng gì hết à, thời gian phục hồi thì tất nhiên là nó sẽ lâu hơn những cây dông chậu rồi nhưng mà mua cây nhỏ thì chúng ta sẽ có điều kiện dễ sâu tầm hơn so với những chậu lớn rồi cây số 7 là 600, số 8 này cũng là 600 luôn nha. Và số 9 nè, 600. Đấy, 9 600. Đó, thì mấy cây này cái cỡ nó bằng nhau, 30 à, cỡ 25 sen đi, cứ tính 25 sen cho chắc. Không về đo mới có không được 30. Tiếp theo là bên này em có cây lâm sung này nha. Cây này em bán là 2 triệu nha, cây rất là đẹp luôn. Cây này thì nó cũng bị bung cái chậu ra đó. Đây, mọi người thấy là mắt nó đang lên nè, mắt gốc nó sưng lên nè. Đó, có tới hai mắt gốc nhưng mà một, một mắt sưng rất là rõ luôn Đó, kênh rất là khỏe luôn hai triệu nha đấy rồi theo yêu cầu thì nhiều bác bảo là không có tiền mua lớn thì hôm nay em quyết định là sẽ cắt cái mắt ngủ để bán nha đấy mắt ngủ thì em sẽ bán từ những cái chậu mà nó bị bung như thế này trong quá trình vận chuyển về này mấy chậu này kêu từ từ trồng lại mà chưa có thời gian trồng cho nên là em sẽ cắt mắt ngủ bán đây, đối với cái mắt mà ốm như thế này này sẽ là 500.000 hai mắt nha. Đó, tức là 500.000 hai lá đấy. Em cứ cắt đủ hai lá cho mọi người. Đó, cái nào mà không có lá thì mọi người tính mắt cho em nha. Đó, cứ cắt tới nửa khúc đó là hai mắt 500. Còn mấy cái khúc mọc này là 700.000 hai lá nha. Đó, sẽ cắt tới đây là 700 nè, khúc đầu ngọn nè. Tiếp theo cứ đếm hai mắt hai mắt rồi cắt thôi nha. Đó là dành cho những cái uh, kỳ, uh mắt đầu ngọn nha, mắt mọc như thế này. Đó, thì cứ 700 là hai mắt mà em bán theo hai mắt chứ không bán một mắt nha. Mắt công một mắt cắt nó khó lắm, về trồng nó teo teo đấy. Nó... rồi đồ này kia. Với lại mọi người lưu ý một điều nữa là em uh, bán mắt ngủ em không có bao hoa nha. Không bao hoa ở đây tức là về mọi người ươm á mà nó lên hoa hay là nó bị thối hay là nó bị trột như thế nào đấy thì cái đó là em không có bao nha. Em chỉ bao là bảo hành đúng hay là mắt ngủ của cây đấy đó ví dụ mấy bác mua mắc một cây lâm sung thì sau này nó ươm lên mà tới lúc nó ra hoa thì nó sẽ nở đúng cây lâm sung Còn mua ca một hay là yến thanh thì thì nó sẽ nở đúng cái loại đó đó như vậy nha còn mà việc mà mấy bác về chồng nó bị thối ươm nó không lên hay như thế nào thì cái đấy em uh, tùy theo duyên của mọi người thôi chứ em không có bao thối cũng không có bao hoa đó phải nói rõ ràng như vậy còn bán giá này là giá về mọi người tự ươm còn bán giá bao thì khác nhưng mà thôi em cứ bán giá tự ươm cho nó dễ chứ em cũng không không muốn bán giá bao rồi tránh trường hợp là có mấy bác cứ đòi nặng nặng mua mất ngủ xong rồi về mấy bữa sau kêu bỏ bê rồi ươm nó không lên cái xong rồi gọi điện cho em bảo là mất ngủ nó không lên nó tàn ra hoa rồi có cái gì bù vô không đềm vô không thì em cũng nói rõ ràng là hồi em bán em không có bao cho nên là em không có đền bù được mà cách đây 6 tháng thì em có bán một cái mắt ngủ 6 triệu á mà anh khách anh vẫn mua mà về anh ương vẫn lên công nhận anh này đam mê lan mà mà đúng là mua cái mắt ngủ 6 triệu mà cũng bỏ ra mua rồi ươm nó lên thì đúng là thiệt là trời không phụ người đó cho nên thấy cũng rất là, là trân trọng tiếp theo là em có cái ba cái combo nha hôm nay em có cả ba cái combo con số 1 này, một cây à, năm cánh xanh nha. Năm cánh sọ mọi người. Rồi. Số 2 là một cây lâm tâm như nha, nguyên cả bụi ta đùng như thế này nha. Rồi, một cây lâm tâm như nè Đó. Em nhỏ luôn chứ em cũng không có cắt ra nữa, kệ nó. Số 3 là một cây quốc dân nha. Cây cũng rất là lớn nha. Đó, 3 là cây quốc dân nè. Số 4 là năm cây trắng tiếng ngọc nè. Số 5 là cây bệt huyết long nè. Đó. 5 là cây bệt huyết long, 5 cây này nha, giá 1 triệu nha. Đó là combo số 1. Combo số 2, một cây bệt bình minh nha. Rất là lớn, thân tím đỏ rất đẹp luôn. Cây này phải dài 20 cm rồi. Một cây nong cánh xanh của thọ nha, có hai mầm. Số 3 là một cây lâm tùm như nha. Cây này nó to, rất là to mập luôn. Đó, một cây Lâm tâm như số 4 một cây tứ ngọc nha đấy số 4 là một cây tứ ngọc và số 5 là một cây uh, minh an nha cái bẹp minh an cây này cũng rất là dài này cây này bệt siêu động luôn mà giá cũng đắt lắm cây như vậy bán rẻ lẻ bốn 500 nha giá cũng là một triệu cho combo số 2 và đây là combo số 3 một cây nông cánh trắng thái nguyên nè đó một cây nông cánh trắng thái nguyên một cái giấc mù rồi một cái um, hương rừng đó là bệt hương rừng nha mọi người một cây này bệt hương rừng này lá tròn rất là đẹp một cây hồng cao một Đây là cây hồng cao một nha combo này cây nó nhỏ nhưng mà toàn cây chất lượng không á cây cam một là đắt nè rồi, một cây huyết long nè đó, nó có tới 6 loại là và một cây gái nhảy nha đó thì đây là combo số 3 giá cũng là một triệu nha mọi người Cuối cùng là em còn hai chậu như nguyệt này nha Chậu này giá là 550 nha Chậu số 8 của ngày hôm qua này Đó Chậu này 700 nha Chậu số 10 này Đó còn hai chậu thôi Cây bẹp mũi trắng rất là đẹp Với cái tông màu hồng chủ đạo nha Đó. Cánh của nó thì nhìn rất là bay bổng thuần khiết Cây này là cây cũng cánh màu chứ cũng chả phải là cánh ám hay là cánh trắng gì hết nhưng mà cơ bản là cái màu lưỡi của nó đặc biệt bởi cái vẻ hồng nha Thì cây này em cũng nói nhiều rồi Rồi bác nào mua gì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha Xin chào một lần nữa chúc mọi người xem được video và chốt được lô hàng mình mong muốn nha